Cái đây vài ngày, anh Trần Phúc Ngã là tài xế chuyên đưa đón học sinh trường trung học cơ sở Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đã bị một nhóm phụ huynh học sinh hành hung nhiều lần, kể cả lúc xe đang chở cả chục học sinh lưu thông trên đường. Sau khi đoạn clip dài khoảng 4 phút được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người bất bình đề nghị phải xử lý nghiêm nhóm phụ huynh học sinh hành xử theo kiểu công đồ. Công an xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận đã làm việc với nạn nhân là Trần Phúc Ngã, cùng nhóm 4 người đàn ông có hành vi đánh người, nhóm phụ huynh ít nhất 4 người đã lao vào tấn công tài xế dữ dội. Sau khi mẹ anh bất chấp nguy hiểm lao người vào che chắn cho con trai và có người can ngăn thì nhóm phụ huynh học sinh này mới xuống xe. Sau đó, một người trong nhóm lại lên xe hành hung tài xế. Một lát sau, khi các học sinh xuống xe, cả nhóm phụ huynh học sinh hành hung tài xế lần thứ ba. Nguyên nhân được cho là nhóm phụ huynh tức giận vì tài xế này biết chuyện một học sinh bị đánh. Tuy có can ngăn bảo vệ học sinh nhưng không báo cho gia đình.